Hello cả nhà, chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nha cả nhà. Bữa giờ video có âm thanh ồn là trước nhà mà có máy lạnh nó hơi ù, cả nhà thông cảm nha. Nên trời nóng quá, mùa này nóng bật máy lạnh liên tục nó hơi ồn. Hôm nay em lên lô mới cho cả nhà. Đầu tiên em sẽ lên chiếc Seiko nha cả nhà. Seiko mới chưa qua sử dụng, chỉ thiếu hộp thôi. Mới chỉ thiếu hộp thôi. Rồi, full 6 kim nha, chrono wrap, chạy máy một máy là 7T92. Mới full bắp chưa qua sử dụng, tắt đầy đủ thôi nha, series này. Tắt đầy đủ nha. Mới chưa qua sử dụng. Đây thông số của nó cả nhà xem. Chạy bộ máy là 7T92 nha, full 6 kim. Chrono wrap. Mở tin chưa qua sử dụng. Size của nó là size mặt của nó là size 39 nha, chữ tính nấm. Cái nấm là 41. Và càng của nó là càng 45 nha, càng 45. Cái này mới tin nha, chưa qua sử dụng. Size 39, kim cọc dạ quang nha cả nhà, kim cọc dạ quang này. Dòng quân đội nha, kiểu dáng quân đội, thông số kim chrono wrap, một ô kịch có 3 giờ, hàng mới nguyên bản chưa qua sử dụng, chuẩn hãng nha. Dây rất, tất nhiên là dây rất là dài rồi. Logo đầy đủ hãng, dây thì bao dài rồi, dây dài thoải mái, mới mà Seiko dễ về gì trung niên đi được hết nha, size 39, size chuẩn tay của tay Việt Nam mình, được có 39 là đẹp đa số, rất là mới đẹp nha, hàng mới chưa qua sử dụng nha, chỉ thiếu hộp thôi. Này em bảo hộp giống được mà chưa không có hộp, hộp của nó rin để mua. Rồi chiếc này em để cho mình là 1,2 triệu nha cả nhà, mới chưa qua sử dụng nha cả nhà, 1,2 triệu. Seiko chrono wrap full 6 kim, quần chạy này vô. Rồi tiếp đến em lên chiếc Mac Eco nha. Dòng này rất nổi tiếng, thời trang nổi tiếng của Mỹ nha. Mà chiếc này đa số mà cả nhà mà mua hay mua là niềm đá đồ, là bằng vỏ si đồ, cái là vỏ thép nha. Mac Eco, thời trang nổi tiếng của Mỹ nha. Mac Eco là hình con tê giác á, đính đá luôn. Ai càng đính đá rất nhiều, nấm đính đá luôn mà. Vỏ thép không rỉ hết. Này nam tay, nữ tay to nha, và nam tay nhỏ nha. Niềm rất ok. Dây hiện tại thì hơi bị ngắn, cả nhà thích em chuyển cho cả nhà. Đây cái là hình tôi khóa hình tê giác nè, họ xếp dây đúc nguyên rin luôn. Đây thông số của nó là Mac Eco nha, họ xếp không rỉ nè, gia băng mua mình máy gia băng nè, mẹ của nó nè, thông số đầy đủ như cái gì, size 38, mặt đẹp như cái gì, niềng đá nè, niền đá trên đây có hai viên đá đen thôi, cái nhà lấy thì em sẽ đính viên đá mới cho nhà, ra tìm bạc đính hai viên đá mới cho nhà, vỏ thép không rỉ hết nha, rất đẹp luôn. Dây thì hiện tại dây thì nó hơi ngắn, dây cỡ 15.5 mà em vẫn đeo được 16, rất chật. Cả nhà lấy thì em kiếm thêm mắt như cái nhà 15.5 16, đây 16 năm mà này đeo vô chật cho 15.5. cả nhà thích thì em, nếu mà cả nhà lấy muốn đeo dây da thì em tặng bộ dây da nha, còn không em nếu mà kiếm mắt thì em sẽ không đưa dây da, còn lấy đưa lấy dây này thì em đưa xem bộ dây da cho cả nhà thay vô đeo, dây da thì đeo cổ tay này cũng được, còn cả nhà thích thì em kiếm mắt cho cả nhà nha, chốt cho em để kiếm mắt cho cả nhà, thiếp đúc toàn thân hết khó luôn. Trời mồ hôi nóng quá, vân tay không. Mac Eco
cái gì cái sực rồi, dòng này mới mắc nha, đính đế nó mắc, mắc tiền. Rồi chiếc này em để cho mình là 780 ngàn nha cả nhà. Đấy, quên tôi sai quá, sai cũng là sai 38 nha, sai 38 chứ tính nấm, cái nấm nó là 41, càng cũng nó là càng, càng của nó là 46 nha, càng 46, nữ tay to, to thì tay nữ tay với 16, 17, 16 ở tay nữ tay cỡ 16, 15, 16 đều ok, nam tay thì tay em mà đều đẹp rồi, tay 16.5 đều đẹp, trở lên, rồi, chiếc này 780 ngàn nữa nha. Tất dây thép, tiền dây thép, còn đưa thêm sợi dây da, nếu mà lấy không dây thép thì em đưa sợi dây da cho ngày cho nhanh. Đeo sang lắm quá nhỉ, dòng đeo sang, nam nữ đeo được hết. Rồi, tiếp theo là một chiếc đồng hồ thương hiệu là SBI nha, đọc như là FBI. SBI, nhiều người đi Nhật nha. Cọc, cọc số là kim cọc dạ quang, mấy kim cọc nhỏ dạ quang, còn này tritium nè. Cọc tiêm là giống trên dòng Luminox á, nhưng mà nó có tuổi thọ sáng. Này thì em thấy phải rọi tia cực tím nó mới sáng, mấy cái dòng cọc số là ống, nó là tiêm ống á, nó sẽ có thời gian nó hết sáng. Nè, nó có mấy cọc kim này, hai kim có tiêm. Cái nhà cái sợi cọc số tiêm là biết rồi. Nó là một chất phóng xạ để tạo ra, nhưng mà trên những đồng hồ trên Luminox thì chất phóng xạ đó nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe khi bể ra. Đây, cái này rất đẹp nha, size của nó là size 41 nha, size 41, dây thói nguyên rin, tiếp không rỉ hết, cọc số tròn rồi dễ đeo luôn, dây thói nguyên rin. Đây, sớ thép cũng đẹp. FBI vỏ thép, còn tất cả vỏ thép không rỉ nè, kháng nước 5 ATM nè, máy da băng Moment Mitrotech nè, của tập đoàn Mitrotech này nè, FBI nè, có logo nó đầy đủ nè, gia đình của nó, size 41 như cái nhỉ, kim cọc số học trò, to nè, size to nè, form rất đẹp đơn giản thôi. Dây của nó thì là cỡ dài á, cỡ 19 á, dây cỡ 19. 19. 16 3 19 á. Dây cỡ 19 luôn á, dài lắm. Dây dài thoải mái nha, còn vô hai mắt nữa nè, dây dài thoải mái. Chiếc này em để cho mình là 750 nha, 750. Rồi tiếp theo em lên một chiếc Diesel nha, thương hiệu của Ý nha, dây khóa nguyên rin, dây còn xài ok, nó mềm mềm, dây khóa nguyên rin, form rất đẹp, form này size to, size nếu mà đo đây là co size 44 nè, đo phần này thì cỡ đây, phần thấp nhất là cỡ 4, coi cho là 44 đây, còn cả núm luôn á là 49 nha, nhưng mà càng ngắn thì đeo rất là lên tay dễ, 16 đeo là được rồi, càng của nó là 48. Thương hiệu của Ý nha, của ai cũng có lịch thức 3 giờ, form này rất đẹp luôn nha, form này lên tay em đeo đẹp, nó to mà dày mà nhìn đẹp. Mẹ của là DZ1314 nha, núm to nè, đều rất ngầu luôn, rất khầm hố và đẹp luôn. Núm logo đi xeo, núm to như cái bánh xe luôn, to đẹp.
À, chiếc này thì kính bị mất phần lốp rồi, em thay một kính khác. Kính đặt làm kính rất là đẹp xịn luôn nha. Hộp đeo rất đẹp luôn. Rất là ôm tay nha. Tay nhỏ của em đeo vẫn đẹp nha. Rất là ôm tay, tại càng ngắn á. Form dày. Đeo rất là mạnh mẽ luôn. Thể thao luôn đó nha, rất đẹp nha. Rồi, chiếc này em để mình 950 nha các bạn. Cho em form rất đẹp. À, giày của đồ giày của nó nè. Giày đồ giày nó là 15 nha. 15. Form này chiếc đi xe gặp chiếc này là đeo gọn tay nhất. Đầu càng nó ôm á. Đeo rất là hầm hố và đẹp nữa. Rồi 950 nha các bạn. Chiếc này đẹp nhất hôm nay là chiếc tiểu Rolex nha. Nó làm theo form Rolex. Form ngày xưa, Seizin nha. Rất đẹp nha. Seizin automatic nha, 21 Jewel. Có zin rất đẹp. Nấm này nó có màu một xíu nè. Ở đâu mặt đẹp nhé. Size Rolex ngày xưa thì có 35 năm này, 36 nha các nhỉ, này 36 nè. Đi mấy form này thì quá đẹp rồi. Không có tiền mình chơi Rolex thì mình chơi mấy chiếc này chính hãng, Seizin, Seiko rồi nhìn vẫn là đẹp không, rất là thời thượng. Đó. Dây thì dài miên man nha, dây dài em đưa hết chỗ đây luôn, dây dài miên man. 21 Jewel automatic chạy chuẩn giờ. Rất đẹp nha. Chiếc này do kính thường anh định đeo em kính thường nên em nó lên kính sapphire nha để đeo. Bây giờ lấy ra bán lên kính sapphire nha. Chuẩn size của nó xịn bỏ vô luôn. Để lên kính sapphire rồi nha. Kính hãng của nó là kính thường. Chiếc này là dây bọng. Chiếc này hãng của nó dây bọng. Sau này mình muốn mua mình đeo xịn nữa là mua sợi dây thép đúc á. Nó không bị bọng á. Đeo cũng xịn hơn nữa. Để thông số của nó nè. Chiếc này em chưa lâu rồi nè. Quạt co nè. Seizin nha. Vỏ thép không rỉ nha. Đó. Nguyên rin. Rất đẹp luôn quá nha. Có hỗ trợ cóc tay nha. 21 Jewel. Hỗ trợ cóc tay. Mặt thì cực đẹp rồi. Kính sapphire nữa. Tiểu Rolex. Là giá là rẻ nè. Mấy dòng này. Rất đẹp và sang như thế nha. Size Rolex ngày xưa là size 36 thôi. Sau này mới có size 40. 36 rồi. Nhìn 36 nhưng mà nhìn lúc nào cũng to. Rồi chiếc này em để cho nhà mình là 2.1 triệu nha. 2.1 triệu. Rồi, 2.1 triệu. Rất là đẹp luôn. Em có hình chi tiết á, cái nhà các bạn Zalo chụp, cái nhà thích chiếc nào chụp hình gửi Zalo giúp em nha, để em gửi hình cho cái nhà. Rồi tiếp theo là một chiếc Storm nha. Trong giới đồ si thì anh em hay săn những dòng này độc lạ nè, dòng Storm nè, thiết kế rất độc lạ, nhiều kiểu dáng độc lạ luôn. Cái này bằng thép hết nha. Này, Storm nè. Đây nó còn siêu chưa bóc luôn, vỏ nó là kép Intel nè. Thông số đầy đủ Storm. Dây của nó là ghi thông số đẹp luôn, đầy đủ dòng Storm. Cái nhà chơi dòng đồ si biết dòng này nhiều kiểu độc đẹp lắm. Sao nó sao 40 nha. Chiếc này á có một lỗi là cái này mới nhưng mà như nó thiếu một cái nắp gì trượt qua nữa nên báo cái nhà nha. Nó có hai viên bi để khi mà trượt nắp lên nó đứng lại á, thì nó mất một cái nắp đó rồi, thiếu một cái nắp đó. Em bán rất rõ ràng, nó bị thiếu gì em bán cũng thiếu cái đó. Cái này mà không thiếu em bán giá cao lắm, cho anh em sưu tầm nữa. Dây thì dài nha, dây con này cỡ thoải mái luôn, 18, 19 vậy. Size 40 nha, Storm size 40. Em rất là độc lạ, cầm rất là nặng tay, đầm tay nha các nhà.
Rồi chiếc này em để cho mình là 500 thôi nha cái gì. Do thiếu cái nắp này bé 500. Chứ cái này mà em cựu nắp em bán sẽ cao hơn. Hàng si cả nhà cứ đừng tính toán là không phải lúc nào cũng có đâu. Mỗi con nhiều lúc có một cao con cái thôi, chứ không phải hàng mới như cái nhà. Rồi nhiều người cơ mắc rẻ này kia thì đồng hồ lên nó cũng vô chừng giá lắm. Em bán đúng giá trị của nó thôi. Nhưng đảm bảo chắc một điều là sẽ mua rẻ hơn mới rất là nhiều. Rồi tiếp theo em sẽ lên một chiếc Sibaidin nha, của Citizen nha. Sibaidin nè, niền xoay nè, mặt lồng chảo nè, mặt màu xám lông chuột nha. Sibaidin của Citizen full 6 kim choro wrap. Kim 2 kim là kim choro wrap, kim này bên dây chính nè. Kim cọc dạ quang nha, cái này có dạ quang nè. Tại em có đèn, kim cọc dạ quang, dạo này chưa mua cái đèn nữa. Kim cọc số dạ quang luôn nha, cọc số học trò dạ quang luôn. Dây khóa nguyên rin. Size của nó là size 42 nha, size 42. Càng của nó là 45. Dây khóa nguyên rin Sibaidin nè, Sibaidin nè. Dây khóa nguyên rin. Đây thông số của nó nè. Kháng nước 10 ATM Sibaidin American nha. Vỏ thép không rỉ. Chạy máy Miyota. Đây, kính cầu lồi nữa chứ. Kính lồi cong nữa nè. Mình đeo rất là hay luôn. Lẹ nha. Trong giới đồ xây với cái đồ nhiều thì đồ lẹ nhiều. Vỏ thép không rỉ hết. Đeo rất hay, mặt như cái lồng chảo. Nhìn nó lẹ lẹ, độc độc. Thép không rỉ hết, niềng xoay. Rồi, rất đẹp. Rồi, để coi dây tay của nó. Dây tay của nó cỡ em thu vô chưa. À, cái mắt này thoải mái. Cái nhà dây bao nhiêu báo em nha. Còn dây này của nó là dây của nó là tầm cỡ 18 năm. Âm 17, 18 nha. Cái này mua dây thép thì cả nhà báo tay tụi mình nha, cho vừa tay nha cả nhà. Rồi, chiếc này em để cho mình là 850 nha. Tám trăm rưỡi nha cả nhà. Tám trăm rưỡi. Lên xe xô xong lên cho cái trong hộp nha. Tiếp theo lên chiếc Casio nha, mặt chiếc này về chưa vệ sinh nè, chiếc cái mặt bản đồ nha, dòng cái kiếm dòng xưa, cọc số dạ kim, cọc số dạ quang nè, nhiều chế độ. Thì đơn giản của nó vẫn là báo thức nè, nó có chế độ lưu số điện thoại nè, giờ thế giới nè, chrono wrap nè. Chiếc này em chưa vệ sinh mặt số, ở trong nó bị sương mờ, em sẽ vệ sinh trước khi gửi cho cả nhà. Dây khóa nguyên rin, chuông đèn đầy đủ, dòng cái kiếm nha, cái thông số của nó nè, dòng cái kiếm nè, vỏ thép không rỉ nè, cái kiếm da băng A nha, chuẩn da băng A, dây khóa nguyên rin của nó. Mặt nó mặt bản đồ nè, nhìn thấy không? Kháng nước 20 bạc nè. Dòng cái xô anh em giới điện tử hay thích nè. Dây dài nha, dây thì cũng dài dài thoải mái luôn. Ồ, dây dài thoải mái lắm. Dây 20 tuổi 4. Size của nó em nó là size 40 nha. Càng của nó là size 40, càng của nó là 47 nha, càng 47, size 40 càng 47.
C40 kèm 47. Em sẽ về xin mờ cho cả nhà. Chiếc này là giá 600 nha cả nhà. 600. Rồi, tiếp thêm lên cái hộp trong hộp nha. Đây. Hộp là Body Master. Hộp gỗ rất đẹp. Đây, đó là nhân vật chính, hàng này mới chưa sử dụng. À, kiểu dáng hai đồng giải cổ như thế nha. Đây nè. Body Master. Da da bò rất là xịn. Dập chữ nổi đóng cọc nè. Một khói nè. Body Master. Chạy máy Nhật nha cả nhà, máy Miyota Nhật, máy kịp. Đây, nó dễ đồng cổ nè, nhìn nó cũ, không phải cũ nha. Nó sơn màu, nó quát màu như đồng cổ. Đây, thông số của nó nè. Giờ băng mua mình. Núm nè. Đây. Mặt nó là mặt y như thiên thạch. Mặt nó trong suốt nè, nhìn y như không có gương vậy. Rất hay luôn. Size anh cho tay này tay nhỏ thôi nha. Size nó là như size 35. Size 35 như thế nha. Size 35. Càng của nó là 39. Size 35 càng 39. Full box. Đây, size 35. Tay 15 trở lên, 15, 16 trở lên. Xe 35 nha. Nó rất là độc đáo. Cổ điển, nhìn rất là hay quá nha. Rồi, chiếc này em để cho mình 500 nha. Full box nha quý nha. Cái hộp này em thích quá. Cái nhà mà không lấy hộp thì trừ ra 80 nha. Đó, full box 500. Cái hộp này hộp đẹp nữa. Hộp gỗ rất đẹp. Nếu không lấy hộp thì trừ 80.000 nha. Đó. Rồi. Rồi, hôm nay em lên nhiêu ra những nhà, hẹn nhà video sau. Cái nhà thích chiếc này có chụp hình gửi Zalo giúp em nha. Số điện thoại em có để lên tiêu đề. Cảm ơn cả nhà, ba cả nhà. Hẹn cả nhà video sau ạ.